ចតសនិកជនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកកាន់កម្ពុជាវិញនៅដើមឆ្នាំ2023នេះឃើញថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកកាន់កម្ពុជាមានការកើនឡើងនៅក្នុងនោះចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនគឺឈរនៅលំដាប់លេខ 1 ទូតទេសនិកជនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញជាមួយឆ្នាំរួមជាមួយនឹងការដកនៅបំរាមនិងវិធានការសុខាភិបាលតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022យើងឃើញថាក្នុងពេលដែលយើងទើបតែបើកទំព័រឆ្នាំ2023ថ្មីសន្ទុះនឹងគឺនៅតែបន្តមានការកើនឡើងហើយនឹងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍នៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញសន្ទុះនៃភ្ញៀវជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរចូលមកកាន់កម្ពុជាមានការ កើនឡើងដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2023ចំនួនភ្ញៀវជនបរទេសដែលបានធ្វើដំណើរចូលមកកាន់កម្ពុជាមានចំនួនរហូតដល់ប្រមាណ1លានអ្នកខណៈដែលនៅឆ្នាំ2021គឺមានចំនួនត្រឹមតែប្រមាណ70ម៉ឺនអ្នកតែប៉ុណ្ណោះដែលចំនួននេះគឺផ្អែកទៅកត្តាដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនទាំងការដកបំរាមវិធានការសុខាភិបាលរួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅលើសកលលោកដែលបានដកបំរាមនិងវិធានការរបស់ខ្លួនដែលហេតុនេះធ្វើឲ្យភ្
ហើយជារួមទៅកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ការវិនិយោគសម្រាប់ធុរកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់កម្ពុជាដែលមានសក្តានុពលជាច្រើនហើយនៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែមានកំណើននិងសន្ទុះភ្ញៀវមកកាន់កម្ពុជាតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក៏បានបង្ហាញដែរថាចំនួននៃភ្ញៀវជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរចូលមកកាន់កម្ពុជាតាំងពីបំណាច់ឆ្នាំ2021រហូតមកដល់ឆ្នាំ2022នេះ
chôn chiết chấn bàn cho nơi lơ lửng đập tì muối không chủng nào mà đã chôn bờ tê đã thu được nào chôn mà can campuchia đòi không nút lộ đam sơn này tây thao sập hà đại chiến ni rong po này trọ thuy ở các diễn than an trạ chiết nung bính ban bên che đại thà nơi pê đại chôn cẩm nam chôn chiết chân đại cho nơi lửng đập tì muối hay thu được nào chôn mà can campuchia tăng pi bẩm này chăn nam pi quan mà to mà đo phẩm man mùi sáp đa được không chăn nam pi quan mà phai bay ní cái pinu cứ miền chôn chiết Amrit miền chôn chiết Kore rum nơi chung mưa như nâng chôn chiết Malay nâng Indonesia đại ban thưa đồng nào cho mà can Campuchia chưa mui cầm nào ní mình tây anh tàu bên là các sinh than anh tại chụp nông pính hạ đôi chìm miên ca bồng rừng nâng ca bồng ca nơi chùm luôn mình tây anh tàu bên mình thám đầm bay từ tour nâng ca spa cũng có đôi chìa ca đó nơi ca từ tour chôn bờ tây đại cầm phong tầm biên đồng nam cho mà can Campuchia hai giờ thần tâm nâng kia nút đá lục ở đầm sài tây thao sập ha cầu ban bên chợ đại thá chìa ca cốt sầm quả nơi nông ẩm long pê đại cầm phong tầm biên cầm nam hỏi chôn chiết chân bàn cho lơ lửng đập môi được nông nhiều chôn bờ tây đã ban thua làm nào mà can cam của chí cứ chùm luôn đi ai nâng miên ca rụng băng tha ai nâng mặt to miên ca ca lang được nông chôn năm pì pòn mà phải bay ban đây tha pì đào chôn năm đi rồi hô tao bẩm nay chôn năm pòn phải bay chùm luôn đi ai ca rồi hô tao đo chưa mười liền nhé rư bẩm man chỉ pì liền nhé được nông chôn năm pì pòn mà phải bay can ta là mất xong thế này chôn thế này nơi ca lướt lại rồi bao lộ đom sơn này trời thao sập hạt đôi to tới khiếm kết ha pi pon phải bay nấy riêng đừng miền cầm nào cả lớn bởi riêng việc thì pi pon phải pí tìm mối đời xa bờ đa bờ tây môi chấm nôn thom để thom miền rất bình tăng rư miền lẽ khăn môi chấm nôn nơi ta bờ đa bờ tây môn chân châu nữa là cứ bờ thoi ở hơi hay chạy sa đánh pi pon mà phải bay riêng nấy chân ngay tìm bay cả lo món nấy nó bờ cả bờ ở vị trí chôn cái chân châu đôi khi chôn bờ tây châu từ chân hay chân có chân mà cài chân sầm rập vì thiên là ca sai 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 giáng cứ dương bản đỏ hay chơi bờ ra sầm rập để tìm cho rư gặp nhiều chân dương kịch thá đời xa xa nhập hiệp covid thu số bao tu tiền thì gục lốp hay đầm nào thì ca thì cho nên ca cần lắc đời xa mà nước bị cho nước không là ca chồng ngữ nước bị du cho năm hỏi pi cho năm chiến hết để chẳng nhầm kết thái cho năm pi còn bảy những miền ca cần lại sản phẩm pi thứ hai tìm môi khai môi cho năm pi còn thấy bảy mà đó là nấy dương khơi miền ca cần lắc bởi dương triệt thiệp sáp đa pi sáp đa tìm sáp đa trong cõi cái này cho năm pi còn mà thấy pi hay nước sáp đa tìm môi này đam tham còn bảy miền khơi ca cần lắc thì tốt cho một tiêu hoa không mà thứ hai bởi dương kết chỉ một xuống chân chỗ tại bay rồi nè chiến này, và ta bực cất mà đó ngày thì môi nằm khai môi bị bọn bệnh bệnh miền và hai chị buồn nổi nè, tự buồn nổi nè chiến chắc ca là chỉ bàn tay ca còn sầm qua khơi từ vĩnh cứ nửa không ngày môi khai môi bị bọn phải bay mà đó lớn cứ miền chôn chết chân tranh từ vĩnh trở tranh từ vĩnh trở khi mà anh vậy tha lực muốn tranh và hai chị bay từ buồn rồi nè lấy tranh đó pram từ buồn rồi nè không mà thay phía trở tranh từ sọc phía trở tranh từ sọc nó bây giờ đợi cho năm bạc quát phía trở tranh từ sọc bàn tay không lúc ca trôi mà
ប្រទេសយើងវិញក៏កើនលើសពីថ្ងៃធម្មតាដែរជាមួយនឹងកំណើនជនជាតិចិនដែលចូលមកកាន់កម្ពុជានោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីថោសុផាតបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍បានសហការជាមួយមន្ត្រីអន្តរជាតិពិបាលដើម្បីពិនិត្យនិងបញ្ជូនជូនប្រទេសណារកឃើញមានបញ្ហាកំណើឬតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-19 និងធ្វើការរៀបចំនិងបញ្ជូនពួកគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលផងដែរចាប់ពីថ្ងៃមួយខែមួយមកឃើញខាងក្រសួងសុខាភិបាលបានមកបន្ថែមទាំងមួយស្កេនដែលគេហៅថាម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅនៅខាងអារ៉ៃវ៉លនេះ hay cả lon máu tăng thì ngay nhưng mà đó là dương ở toàn chụp nhiều nét đầm đào nát miên cầm đáy lưỡi pika cầm nọt được chia sam sập pram sam sập pơ cho cái lá nó ở toàn miên này bắt tay bà sao miên bà sân chỉ miên cứ việc là load nó lướt screen về nước hôm nay mình thấy khang chạm tay lướt xã kia nhưng mà xã ca chỉ mới bảy bảy sông sông giờ nhiều nút nhờ một thứ vô cầm đáy mà xa tiết hay những thứ tẻ bà sân giờ tẻ ọt khơi thế nhưng dương ai còn chỗ thò mà đã và tại một tay thật khứa những dân thả ca cho mỗi bệnh tìm bếp đến bây giờ qua tới phía bạc bạn. Bà Tam đọc bài ca rồi bỏ mình trái ảnh tốt rồi về nơi ca sĩ thân ảnh trái trịp nông quýnh. Không chẳng bị bọn một phây phí, miền nhiều chôn bỏ tế cho Campuchia bỏ mạng đọc liền nẹ. Hào chi mà chúng, không mùi khá miền chìm bỏ mấy mơ nẹ xa mà nâng chương ở hà chất sai sập trường. Khi bạn xe đóm, thưa sẽ đánh riêng ca sĩ thân ảnh trái trịp nông quýnh.